Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng chuyền nam nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền nam nữ của Gang Thép Thái Nguyên và đội tuyển bóng chuyền nam nữ của Samsung trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền nam nữ do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức năm 2024. Ở trận đấu này thì các cầu thủ của Samsung phía gần này các bạn và các cầu thủ của Gang Thép phía xa mà này các bạn. Như vậy điểm số bây giờ là 7-5 nhưng về các cầu thủ của Gang Thép Thái Nguyên. Rồi. Đường chơi rất hay, tập bóng rất tốt của chủ công số 16 bên tuyển Samsung. Cũng báo cáo các bạn là cái tên đội nó hơi dài, nhưng mà tên của mỗi đội đều đọc đầy đủ nó rất dài, nên mình sẽ đọc ngắn gọn là đội Samsung và đội Gang Thép các bạn nhé. 6-7 cho Samsung. Như vậy điểm số được cân bằng 7 đều. Rất nhanh và cái điểm rất may mắn của các cầu thủ Samsung. Số 28 của Samsung phát bóng. Điểm cho Gang Thép 8-7. Đây là trận đấu thứ nhất. Mấy quả đầu tiên mình bỏ, mình quay sân bên điện lực. Nhưng là như vậy trọng tài xác định bóng ngoài sân rồi. 9-7 cho Gang Thép. Vẫn còn rất tốt và đó là các cầu thủ của Samsung chơi rất tập trung. Và tấn công chất nó của chuyền hai bên thì Samsung rất hay. Đội bóng ngoài sân rồi. 8-9. Ngay từ đầu trận đấu thì hai đội cũng chơi gọi là ngang tài ngang sức, không có gì dân đùa điểm rất cao, tuy nhiên 2 điểm rồi cùng. Còn không, vẫn còn rất tốt. Rất tốt. Một pha không hiểu với nhau của các cầu thủ Samsung nhưng rất tiếc là họ làm lại được. Bóng ngoài sân rồi. Như vậy điểm số được nâng lên 18 cho các cầu thủ Samsung. Cho các cầu thủ Gang Thép Thái Nguyên. Số 1 của Gang Thép Thái Nguyên phát bóng. Cầu thủ chơi hay nhất của Gang Thép. Bóng đã chạm tay các cầu thủ của Gang Thép ra ngoài sân. Như vậy là điểm cho các cầu thủ Samsung trong pha bóng vừa rồi. 9-10. Điểm số 18 của Samsung phát bóng. Đây thì bóng ngoài sân rồi. Điểm cho Gang Thép 11-9. Ngoài sân rất tiếc của là pha phản ứng nhanh của số 18 nhưng không thành công. 12 tỷ số bây giờ là 13-9 nghiêng về các cầu thủ của Gang Thép Thái Nguyên. Bên tuyển Samsung xin lưu ý trận đấu tiếp tục. Bên tuyển Gang Thép Thái Nguyên xin mời đảng phối nữ viện thành trận bán kết hai, mời trưởng đoàn huấn luyện viên của huyện Phú Bình và đăng ký đội hình thi đấu. Bóng ngoài sân rồi. Điểm cho các cầu thủ Gang Thép trong pha bóng vừa rồi.
14-9. Số của như vậy là bây giờ là cái điểm số bây giờ là 11-14, trận mong tốt điểm cho 12-14 rồi, điểm cho Samsung 12-14. Mình đang mải nhìn sân bên cái là bên mình Samsung ghi 2 điểm kìa, như vậy khoảng cách còn 2 điểm nữa thôi. Số một cầu thủ cao tuổi nhất của tuyển Căng Thép, nhưng phần đó là chị chơi tôi nghĩ rất sáng tạo mà rất nhanh. Bóng không có lưới rồi, rất tiếc pha bỏ rổ không thành công của số 18. Điểm 15-12 cho các cầu thủ Căng Thép. Như vậy khoảng cách cũng còn 2 điểm nữa. Đây là trận đấu đầu tiên của bóng rơi tự do. Điểm cho Căng Thép 16-13. Đây là trận đấu đầu tiên của ngày thứ hai các bạn ạ. Đây là lượt đối bảng cuối cùng. Còn thì trận mong thành công, điểm 13-15. Xin lỗi, điểm 14-16. 15-16, điểm thêm một điểm nữa cho các cầu thủ Samsung. Còn cách còn một điểm nữa thôi. Điểm tuyển Samsung xin lỗi. Trận đấu tiếp tục, bên tuyển Samsung phát bóng. Tỷ số bây giờ là 16-15 bên tuyển Căng Thép, cũng dẫn trước của điểm. Cũng báo cáo các bạn là với cái bộ môn bóng truyền hơi này thì một đội dẫn trước 3-5 điểm là rất bình thường. Ở loạt trận bán kết 2 nam khối trực thuộc, xin mời đội trưởng của công ty Samsung Thái Nguyên gặp công ty điện lực Thái Nguyên. Rất tốt. Về bàn rất tốt của số 16. Xin được nhắc lại. Số 10. Nội dung nam khối trực thuộc bán kết 2 điểm 16 đều. Công ty Samsung Thái Nguyên gặp công ty điện lực Thái Nguyên. Mời huấn luyện viên về bàn đăng ký đội hình thi đấu. Điểm cho Samsung 17-16, như vậy là cháu có chơi được không nào? Bé quá được chơi nào? Chưa được chơi. Lần đầu tiên trong set đấu thứ hai này thì các cầu thủ của Samsung vừa được dẫn trước các cầu thủ của Căng Thép Thái Nguyên với điểm số là 17-16. Điểm số được cân bằng 17 đều. Bóng ngoài sân rồi, lại làm rồi. Điểm cho các cầu thủ Samsung 18-17.
bóng đã chạm chắn ra ngoài 19-17 và nó là số 16 của Samsung đã sinh gái còn đánh rất hay, liên tục lấy một pha tấn công rất chi là hay, rất uy lực. Số 12-22 phân bóng. Bóng ngoài sân rồi, lại là qua cái điểm của số 16. 20-17. Sân bóng rất may mắn phải là Samsung. Nếu có thể hướng xuống mình cảm giác như sân đấu này rất may mắn. Vẫn còn, rất hay và là trận đấu rất hay. Rất, lần này thì bóng không có lưới rồi, rồi xuống về. Số 10. Xong bây giờ số 16. Bóng mua lưới. Điểm 18-20 cho các cầu thủ đang theo Thái Nguyên. Đợt bóng tốt. Cuối cùng lại là số 16. Và là số 16 là có pha dứt điểm rất tốt. Như vậy kết thúc trận đấu thứ nhất thì các cầu thủ Samsung đã chiến thắng trước các cầu thủ đang theo với điểm số là 21-18. Xin mời tất cả các cổ động viên ở cuối các sân lên trên khán đài đi, ở phía cuối sân còn rất nhiều vận viên và cổ động viên không phải mà trận đang thi đấu. Trận đấu thứ hai giữa Samsung và Găng Thép Thái Nguyên. Sang trận đấu thứ hai này thì các cầu thủ của Găng Thép Thái Nguyên phía gần này các bạn và các cầu thủ của Samsung phía sau này các bạn. Điểm số đầu tiên cho các cầu thủ Găng Thép Thái Nguyên 1-0. Số 2-1 nghiêng về các cầu thủ của Găng Thép Thái Nguyên. Tỷ số cân bằng 2 đều. Mình chuyển qua quay xuống dưới bởi vì vướng người quá. Để trận đấu tiếp tục. Là 4-3 nghiêng về các cầu thủ của đội tuyển giữa cân bằng 4 đều. Đây là trận đấu thứ hai. Ở trận đấu thứ nhất thì các cầu thủ Samsung đã giành chiến thắng trước các cầu thủ của Găng Thép với điểm số là 21-18. Đây là trận đấu thứ hai. Ngoài sân rồi, điểm cho Samsung 6-5.
được 6-4 như là các cầu thủ Samsung. Rất tốt, bóng đó là chắn điểm 7-4 cho Samsung. Trận 8-4 khoảng cách nhân đôi cho với các cầu thủ đến từ Samsung Electronics. Rất tốt, pha cứu bóng lại là pha ghi điểm 9-4 cho Samsung. Như bây giờ là trọng tài bắt lỗi kỹ thuật của các cầu thủ Samsung. Tỷ số bây giờ là 7-5 các bạn nhé. Mình nhìn lại cái bảng là 7-5 nghiêng về Samsung. Điểm cho Căng Thép 6-7. Điểm cho các cầu thủ của Samsung 8-6. Đây là rất tốt, 9-6 cho Samsung. Tiếp tục dẫn điểm trong trận đấu vừa qua bên tuyển Cao Thép xin lỗi ý. Điểm tỷ số bây giờ là 16 nghiêng về Samsung, thì vậy là còn không được rồi. Phạt đập bóng rất tốt, phạt đập chủ công số 1, số 7, mình xin lỗi, số 7 của Cao Thép. Quả nhảy đập rất tốt, điểm 7-10 cho Cao Thép Thái Nguyên. Lỗi vít bóng trên lưới, tức là trọng tài ra hiệu lỗi vít bóng trên lưới của các cầu thủ Samsung. Tỷ số bây giờ là 8-10. Mười một tám cho Samsung. Như vậy là 12-8 rồi. Sáu của Samsung của nó là cầu thủ trẻ thì rất hay. Trọng tài cho phạt lại bóng này trong sân khoa của bóng. Ai không phải như vậy, bây giờ là trọng tài vẫn tính chưa tính điểm cho Căng Thép trong pha bóng vừa rồi. 9-12.
mở nhỏ thành công. 10-12 cho các cầu thủ băng thép Thái Nguyên. Tuyển băng thép Thái Nguyên thao bóng, điểm số bây giờ là 10-12. Bóng đã chạm lại chắn ra ngoài sân, điểm 13-10. Số 16 của Samsung đã sinh gái chơi rất hay, nhưng người đã bình luận liên tục với những pha di chuyển không bóng rất tốt. Để bóng tốt lại là số 16 ghi điểm. Điểm cho Samsung 14-10. Lỗi rồi, trọng tài bắt lỗi, có lẽ là trọng tài bắt lỗi vị trí của Samsung trong pha bóng vừa rồi. Hai trọng tài đang thảo luận với nhau. Có lẽ là trọng tài phát bóng, hai trọng tài đàm phán thì quyết định là phát bóng ngoại phòng vừa rồi. Giờ bây giờ vẫn là 14-10. Điểm cho băng thép 11-14. Rất hay, số 16 có pha ghi điểm rất tuyệt vời. 15-11. Số 9 của Samsung có bóng. Chuyển không bóng của số 16, 16-11 cho các cầu thủ Samsung. Chủ công số 16 có phải là đã sinh khái đánh rất hay, liên tục đến những pha ghi điểm của số 16. Lần này thì cũng được rồi, số 6 đã chắn bóng lật rất tốt. Hàng rào thép của các cầu thủ thắng thép Thái Nguyên đã phát huy tác dụng trong pha bóng. Cái pha tấn công như vũ bão của số 16 bên từ Samsung. Hơi tối mình chuyển lên máy lên góc khác. Trận đấu tiếp tục vẫn là set 2 của Samsung và Giao Tây Nguyên. Mình chuyển góc quay là góc công vì này, bởi vì góc quay dưới sân kia rất tối. Đặt bóng tốt, số 16 vẫn là số 16 của Samsung và nó chỉ liên tục có những pha tấn công rất uy lực. Điểm cho Samsung 17-14, khoảng cách 3 điểm với các cầu thủ đến từ Samsung. Cái sân thi đấu này thực ra cái khách người đứng lung tung quá. Bóng chạm băng ten rồi, không được rồi. Pha này điểm cho Samsung là chính xác. 18-14.
Rất vâng. Số 16 rất có duyên ở trận đấu này. 19-14. Đây là trận đấu thứ hai. Cũng như mình nhắc lại là cũng ở trận đấu đầu tiên thì các cầu thủ của Thanh Thép Thái Nguyên đã giành chiến thắng trước các cầu thủ Dòng Sông đã giành chiến thắng trước các cầu thủ Thanh Thép với điểm số là 21-18. Đây là trận đấu thứ hai. Như vậy tỷ số bây giờ vẫn đang là 19-14 nghiêng về các cầu thủ Dòng Sông. Thế ở cái sân này rất khó để góc quay. Chúng ta tiếp tục với Samsung và Thanh Thép Thái Nguyên. Điểm số bây giờ là 19-14 nghiêng về Samsung. Giờ bóng tốt, lại là số 16. Thế khi bàn chị của Hà mừng rất chi là ấn tượng. 20-14 cho Samsung. Số 6 của Samsung. Số 9 của Samsung có bóng. Bóng. Chúng ta đã xác định bóng ngoài sân. Trong pha bóng vừa rồi. Điểm 15-20. Không hay thủ hay. Không được rồi, bóng ngoài sân, ngoài lưới. 16-20 cho các cầu thủ Thanh Thép Thái Nguyên. Bóng lật lưới rất tốt, vẫn còn. Bóng đã chạm rắn ra ngoài sân, điểm cho sao các cầu thủ trẻ Samsung. Tỷ số bây giờ là 21-16. Như vậy kết thúc trận đấu thứ hai thì các cầu thủ Samsung giành chiến thắng trước các cầu thủ của Thanh Thép Thái Nguyên với điểm số là 21-16 và giành chiến thắng trong cuộc 2-0. Thì kết thúc phần một đoạn ở đây. Xin chào các bạn, chúc các bạn có những giây phút thời gian vui vẻ nhất. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem.